châm chọi 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 lên bằng mắt trắng trắng. Nằm ở cửa ngõ vùng Tây Bắc của Tổ quốc, Hòa Bình nổi tiếng là cái nôi văn hóa của người Việt cổ, là vùng sử thi huyền thoại đẻ đất đẻ nước, là miền đất âm vang của tiếng chiêng, của những lễ hội giàu bản sắc dân tộc Tây Bắc. Đến Hòa Bình lần này, Hương Quỳnh có mong muốn được tìm hiểu nhiều hơn về cuộc sống và đời sống âm nhạc dân gian của những người dân ở vùng đất cổ, nơi được coi là một trong những cái nôi của người Mường, làng Mường và văn hóa Mường Hòa Bình. Mời nàng Nga thuộng rộng rộng. Chào chú ạ. Cháu ạ. Hôm nay thì cháu đến Bảo tàng Di sản Văn hóa Mường vì mong muốn được tìm hiểu về cuộc sống của người Mường. Không biết là chú có thể dành thời gian chỉ cho cháu một chút được không ạ? Thường các cái bản làng của người Mường thì ở dưới các cái chân núi hoặc ở trong các cái thung lũng. Tất cả các nhà sàn này đều quay lưng vào đằng sau núi, tạo ra một cái thế vững chắc, mang tính phong thủy để cho nó may mắn, để cho nó bền vững. Thì nhìn ra phía đằng trước thì là có những cái con suối chảy xung quanh cái khu này. Trang phục của chú trông cũng rất là đẹp nữa, từ màu sắc đến chất liệu và kiểu dáng. Không biết đây có phải là trang phục truyền thống của dân tộc Mường không ạ? Đúng rồi cháu ạ. Đây là cái áo của người Mường, chất liệu bằng cái vải thô ấy, vải dệt bằng bông. Đặc biệt là với cái phụ nữ Mường ấy, thì váy áo của phụ nữ thì rất là đẹp. Cháu có thích mặc cái bộ trang phục của nữ Mường không? Dạ cháu rất muốn ạ. Thế, thế thì chú sẽ tặng cho cháu một bộ quần áo. Vâng, cháu cảm ơn chú rất nhiều. Mặc xem là có đẹp không nhá. Dạ vâng ạ. Chú thấy cháu giống con gái Mường chưa chú? Cháu mặc bộ quần áo này đẹp quá. Dạ, chào cảm ơn chú. Như là một cô gái Mường. Chú mời cháu đi tham quan cái bảo tàng di sản văn hóa Mường nhé. Vâng ạ. Mời cháu. Đây cháu ạ. Dạ. Là toàn bộ cái nhà này là cái nhà dân Mường, cái nhà bình dân của người Mường. Đấy, vào đây thì tất cả các cái vật liệu mà làm cái nhà này là chủ yếu là bương tre, gỗ. Đấy, ở trên cái nhà này từ đời Hơ, đời xưa thì người Mường đã ở trên một cái nhà sàn như thế này. Cái gian giữa đấy, và phía trên gọi là trên cửa vóng thì là cái bàn thờ, thờ gia tiên. Phía gian bên ngoài thì là dành cho đàn ông. Thế còn bên cái gian trong thì cháu thấy rằng là cái gian này dành riêng cho phụ nữ. Dạ. Phụ nữ thì gắn liền với lại bếp núc, với củi lửa. Thế cho nên là bên dưới thì người Mường làm cái bếp như thế này. Dạ. Và cái bếp của người Mường thì là cứ cháy quanh năm. Cái bếp lửa là hết sức là quan trọng. Cháu thấy là thường thì tất cả các cuộc nói chuyện hay là tiếp khách của người dân tộc Mường thì sẽ đều xung quanh cái bếp lửa đúng không ạ? Đúng rồi. Bây giờ thì chắc là chú cháu mình ngồi xuống đây trò chuyện một chút được không chú? Đấy thì mời cháu ngồi xuống đây. Cháu còn được biết là dân tộc Mường còn có một cái bộ sử thi gọi là đẻ đất đẻ nước. Vậy thì chú có thể giới thiệu một chút về bộ sử thi này cho cháu được không ạ? Toàn bộ đây là cái quyển mo của người Mường. Tất cả những cái gì hiện nay có ở trên cái đời này đấy, thì đều là ở trong cái mo Mường này đều có nói đến. Đấy, và có thể nói là với người Mường thì cái quyển mo này, cái sử thi đẻ đất đẻ nước này là độc đáo. Không có những cái dân tộc nào có một cái bộ sử thi mà nói về rất đầy đủ về vũ trụ, về sinh ra đất, sinh ra nước, sinh ra vạn vật. Các cái nhà nghiên cứu trên thế giới đã đánh giá rằng Mo Mường chính là một bộ bách khoa thư dân gian về đời sống văn hóa của người Mường. Trong đời sống người Mường, người ta có cái tục thờ, đó là tục thờ vua bếp. Vua bếp chính là thần lửa. Thần lửa là để soi sáng cho gia đình. Trong gia đình người ta khi mà bếp đã tắt thì có nghĩa là biểu hiện một cái bất hạnh. Thế cho nên là đắp bếp thì người ta mong 3 ngày 3 đêm không cho lửa tắt. Chính là mong cho bếp không bao giờ tắt trên nhà sàn. Ngọn lửa ấm áp của bếp nhà sàn thể hiện nét sinh hoạt văn hóa, đoàn kết, ấm cúng và thân thiện của bà con dân tộc Mường đã được lưu giữ qua bao thế hệ
từ hàng trăm năm nay. Trong không gian bếp lửa nhà sàn ấy, tôi luôn gặp những nụ cười hiền hậu của ông bà, con cháu cùng ngồi quây quần bên bếp lửa, trò chuyện. Người già kể cho con cháu nghe và cứ thế lưu truyền cho đến nay. Họ vẫn hát thường giang khi đi làm trên nương rẫy, hát ru bên nôi, sắc bùa trong lễ hội đầu xuân, hay hát bọ mẹ bên những vò rượu cần. Truyền thuyết là kể lại là cái câu chuyện là dân đi làm thuê làm mướn cho những nhà giàu có lang ậu, nhưng mà về cái kiếp đó là lúc ấy là con cái lại đi theo đói khát, là cũng đi làm thuê mướn, là bắt đầu là cơm sôi thì đổ ra, là đưa ra một cái là các con mới mò sang, mẹ mới đánh. Lúc ấy là đang ở đi làm thuê cho nhà người khác. Vì vậy cho nên cái truyền thuyết này nó có cái câu là bồ mẹ kể chuyện ngày xưa. Chẳng chẳng bồ hỡi, chẳng chẳng mẹ à, con ở ngoài đồ là con ăn trái khổ đã măng đỏ, ăn trái bo đã măng đậm, nằm kênh cờ là măng ấm măng êm, con chẳng quên con già ơi bồ con mê ha ha. Hai lầm hai nôn thuyền rỉ chưa qua, đã đình tiên con quên quên đã hốt, hốt quyền quyền đi ăn với bồ con mê ha ha. Quyền quyền đã hốt đắp lót quyền con con già đỏ ơi bồ, khổ lắm nôn lời khổng linh trời chẳng có cách mong thần. Người ăn chẳng hết, người lần chẳng thả, đun lo ban ngày nhà của nhà làng phép ba chơi. Quyền làng là của làm sao, ăn cơm ỏn rau là của quan tình. Khổ kiếp dân mình thế lấy bữa khốn mang ra ôi. Kiếp ma rỉ là kiếp mò là ban ngày, còn đời này dân hạ đã khác, đất rác này dân hạ đã đổi mới. An giang á về lời là nhơn đang bác hồ, giọng quê cho mô tôi cầm rõ lại bữa áo ấm đau. Nhất bi, nhì vang, tam thàng tứ động. Câu ca hàm ý ca ngợi vùng thung lũng đất Mường cổ, trù phú, lắm lúa, nhiều cơm, đã ăn sâu trong tiềm thức người Mường. Những phong tục, tập quán và những nét văn hóa đặc sắc này cho đến nay vẫn được người Mường gìn giữ và phát huy. Người Mường chủ yếu làm nương rẫy, gieo trồng trên các sườn đồi, núi bao quanh thung lũng hẹp. Nói đến đặc trưng ẩm thực cũng như lao động sản xuất của người Mường là nói đến một câu: cơm đồ, nhà gác, nước vác, lợn thui, ngày lui tháng tới. Vì thế, đối với cư dân Mường, với nền kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, canh tác lúa nước, cơm nếp đồ là thứ không thể thiếu, là món ẩm thực mang ý nghĩa lớn để cảm ơn trời đất cho mùa màng bội thu. Những giá trị tinh thần sẽ luôn đi cùng với người Mường trong suốt chiều dài lịch sử, cho đến khi nào vẫn còn dân tộc Mường vẫn còn thấy dải khăn trắng được đội trên đầu người thiếu nữ e ấp, hay trên mái tóc đã điểm bạc của những bà mế. Mảnh khăn trắng đội đầu của người phụ nữ Mường không hẳn là chiếc khăn tang cho mối tình tuyệt vọng của chàng khỏe và nàng út dô, mà màu trắng của chiếc khăn cũng như màu trắng của những bông lăng là biểu tượng cho sự chung thủy trong trắng của người con gái Mường. Địa thế vùng và những câu chuyện cổ tích đã hun đúc nên bản sắc văn hóa. Dân tộc Mường rất tự hào về gốc tích sinh ra từ trứng thiêng ở hang hoa thời đẻ đất đẻ nước. Họ lao động, đấu tranh
xây dựng nên đời sống văn hóa vật chất và tinh thần phong phú đa dạng. Từ thuở bé thơ, lời ru của Mế đã đưa trẻ đi khắp các mường lớn nhỏ với lời ca trong sáng, thiết tha. Lời ru không chỉ đưa trẻ thơ đi vào giấc ngủ mà còn như mạch nguồn tình cảm, nuôi dưỡng tâm hồn và hình thành nhân cách cho trẻ thơ. Dân tộc Mường thì là rất là yêu dân ca Mường. Các cụ thì ngày xưa thì cứ hát ru cho trẻ em ngủ, thì lưu truyền đến bây giờ thì họ vẫn hát ru. Điệu dân ca của dân tộc Mường thì rất là phong phú. Có những làn điệu hát ru ban ngày, hát ru ban đêm và hát đối, hát đúm, hát thường rang bộ mẹng và hát trò chơi đêm trăng của các thiếu nữ Mường. Nói về âm nhạc dân gian của người Mường thì rất phong phú. Trong âm nhạc dân gian thì chúng ta có thể chia thành hai mảng. Mảng thứ nhất là về dân ca và mảng thứ hai là về dân nhạc. Nói về dân nhạc, trong người Mường người ta đều dùng từ là cái tốp nhạc cò ke ống kháo. Cò ke ống kháo có nghĩa là cái tốp nhạc có đầy đủ như nhị này, tam này, tứ này, trống. We'll be right back.
cò kê ông sáo chuyên dùng cho là trong những cái ngày lễ hội rồi là trong tang ma, nhưng mà mỗi một trường hợp lại có cái sử dụng các cái nhạc cụ khác nhau, ví dụ như là lễ hội này hay là đám cưới đám hỏi này, những cái cuộc vui thì dùng hai cái nhị hai tam sinh tiền kêu cảnh, riêng là đám tang thì chỉ nhị mới được có thêm là trống khẩu. Nó là một cái loại âm nhạc nghệ nhân là tự sản xuất tự chế tác ra để sử dụng những cái đó. Âm nhạc cò kê đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của người Mường nơi đây. Đồng bào quan niệm giữ được tiếng cò kê, tiếng nhạc dân tộc là giữ được bản sắc dân tộc mình. Chú ạ. Chào cháu. Chú ơi, chú đang làm gì đấy ạ? Đang chế tác sáo ôi. Cháu thấy là không phải là dân tộc nào cũng sẽ có cây sáo này. Vậy thì cái cây sáo này nó sẽ có những cái điểm khác biệt gì? Đây là cây sáo đặc biệt nhất của người Mường. Nếu mà kể từ xa xưa thì cái chuyện về sáo ôi thì nó dài dòng lắm. Nghe ông bà bố mẹ kể lại thôi. Thì có hai anh em ruột đi vào rừng kiếm củ nâu củ bớn ăn ấy. Dạ. Thế thằng anh thì bị con hổ nó bắt. Nhưng mà thằng em thì câm điếc. Thế cùng thằng em chặt cái cây nứa và khoét thành cái lỗ để gọi thằng anh. Còn hai nữa là chú muốn kể thêm một chút, vì cây sáo ôi này thì nó chưa công thức để làm cây sáo ôi đâu. Dạ. Các cụ ngày xưa là giảng dạy thế nào thì làm ra làm sao. Thế sau này mình lớn lên cái thì thổi làm sao cho nó vào những cái nốt nhạc của thế giới chẳng hạn thì mình mới chỉnh dần. Còn trước đây thổi thì nó vẫn chưa ngọt tiếng lắm. Vâng, thế bây giờ cứ tự sáng tạo thêm, nhưng mà không có gì thay đổi về kích thước của cái sáo ôi. Bình thường thì sáo ôi mọi người sẽ sử dụng vào những cái lúc như thế nào ạ? Sáo ôi thật sự là bây giờ đang lẻ loi. Tức là một mình nó cứ thế là nó thổi vậy thôi. Tức là thổi ngẫu hứng. Cháu thấy là người Mường thì mỗi người sẽ lựa chọn cho mình một cái nhạc cụ dân tộc khác nhau. Nhưng với chú thì tại sao chú lại lựa chọn cây sáo ôi ạ? Cái bố mẹ truyền lại. Bố thì biết thổi sáo ôi. Thế bố dạy cách làm. Thế thì không biết là bây giờ chú có thể thổi một đoạn sáo ôi gọi bạn cho cháu nghe được không ạ? Vâng. Thank you.
Nói về dân nhạc của người Mường, chúng ta không thể không nói đến chiêng. Chiêng của người Mường là một thứ hết sức độc đáo và nó theo suốt cả cuộc đời của con người Mường từ lúc sinh ra cho đến khi lớn và cho đến lúc chết đi về với Mường Ma. Đặc biệt nhất là chiêng từ xa xưa. Chiêng là nó có rất nhiều ý nghĩa. Người ta dành để gọi hồn của gia tiên về ăn Tết này, rồi là thúc giục những chàng trai trong làng, trong bản đi săn này, rồi tiếng chiêng thông báo cho biết trong gia đình đó là có người đã chết. Và như vậy để cho ta thấy rằng người Mường luôn luôn dùng tiếng chiêng. Trong lúc vui, người ta dùng chiêng sắc bùa. Và trong lúc vui chơi, giải trí, lúc sinh hoạt đời thường, người ta dùng tiếng chiêng. Đến lúc việc buồn, thì khi trong gia đình có người mất, trong làng, trong bản mất, thì người ta dùng tiếng chiêng để thông báo cho cả làng, cả bản biết là gia đình đã có việc buồn. Đấy là ý nghĩa của chiêng, nó luôn theo suốt cả cuộc đời, trong cuộc sống sinh hoạt đời thường của người Mường. Đây là chiêng Mường đúng không ạ? Đây là cái bộ chiêng Mường. Dạ. Bộ chiêng Mường đầy đủ nhất là 12 chiếc chiêng. Nó cũng là cái đại diện cho 12 tháng trong một năm. Chính chiêng Mường đã làm nên cho người Mường một cái bản sắc rất riêng, rất là độc đáo. Bây giờ chú sẽ đánh cho cháu nghe một hai cái giai điệu nhé. Vâng ạ. Đây con thanh là cao nhất này. Dạ. Thấp dần này. Đấy, và đồng thời là nó cũng. Đấy, nó cũng có những cái âm thanh rất là hay này. Cháu thấy là âm thanh của chiêng Mường nó vang rất là xa, những cái tiếng chiêng đánh ra thì nó cũng rất là lảnh lót. Và có lẽ là nếu mà đứng ở giữa một cái không gian núi rừng trùng điệp, nghe một cái bản nhạc mà đánh từ chiêng Mường thì sẽ thấy là đất trời rộng lớn bao la mênh mang, và con người thì dường như rất là nhỏ giữa cái thiên nhiên đó, đúng không ạ? Đúng rồi, cái âm thanh của chiêng Mường này nó gắn bó với cái đời sống với cái của người Mường. Nhưng mà với người Mường thì chủ yếu là người ta đánh là đánh theo cái sắc bùa, tức là đánh đông người. Tôi vinh dự cùng người Mường đón năm mới với lễ hội sắc bùa tại làng Giang Mỗ. Đoàn sắc bùa đi theo thứ tự từ người hát Giang Thường đến những người xách các loại chiêng cái, chiêng năm, chiêng bảy, chiêng giàm. Đoàn sắc bùa đi đến đâu thì rộn rã tiếng chiêng đến đó. Sắc bùa trong tiếng Mường hay là trong cái đời sống của người Mường là một trong những cái rất là đặc trưng, có nghĩa là một cái hình thức diễn tấu chiêng Mường thành các cái giai điệu. Khi mà đánh chiêng lẻ 1 đến 2 chiếc thì người Mường gọi là đánh chiêng. Chứ còn khi mà đã diễn tấu thành bài bản ít nhất có một cái dàn chiêng từ 5 đến 7 chiếc trở lên thì người Mường gọi là sắc bùa. Có nghĩa là người ta coi cái chiêng ấy như một cái lá bùa để mà bảo vệ quê hương xứ sở của mình. Sắc bùa nó có trong đầu năm, nhất là cái Tết năm mới của người Mường. Trong tiếng Mường có cái tháng đầu năm của Tết ấy, sau Tết người ta gọi là Kháng Chiêng, có nghĩa là tháng của chiêng. Riêng cái tháng này thì chiêng được sử dụng rất là nhiều trong lễ hội cũng như là trong chúc Tết. Và trong đó có một cái từ gọi là khoác rác, cái bài hát khoác rác hay là cái lễ đi khoác rác để chúc Tết các cái gia đình ấy. Thì thực chất là khoác rác hay là mở rác là trong tiếng Mường là mở nước. Người ta đem mang chiêng đi để mở nước, có nghĩa là tiếng chiêng khầm nó như tiếng sấm để gọi mưa về, gọi nước về để cho người dân làm một cái mùa màng, hay là chuẩn bị cho một cái mùa cấy trồng mới. Cho nên là cái ý nghĩa của chiêng trong đời sống của người Mường nó rất là sâu sắc như vậy. Bên trường nhà ông có dân cất cầu, bên khâu nhà ông có dân cất mít ông hơi. Kể cho chim ít ăn leo, cho chim khéo ăn leo ăn le. Lý môi kèng còn cho ông tí bánh, bài ngàn trù ý lệ vắng trù
băng băng bò lì băng bò tách bào có còn khăng lũ lũ tách bào có còn khăng lũ lì lò đếp nhà ông trở về mùa kháng rằm lò chăm nhà ông trở về mùa kháng chín mùa mưa kế chưa đang hoài phá ra ơn các bộ cái mế đó mới ở hồi mới ấy ở chỗ nào thì mới đang nhận lưới rồi giá thì lên vâng, cảm ơn ạ. Cái Tết đối với người Mường thì rất là thiêng liêng. Từ xa xưa thì cái Tết là con cháu đã có cái chuẩn bị trước hàng tháng trời để chuẩn bị cho một cái Tết rất có ý nghĩa. Thế thì Tết thì mời gọi tổ tiên về ăn Tết. Thì lúc đó là gia đình con cháu trong gia đình là được giao tiếp với lại tổ tiên, với trời, với đất về để ăn Tết với gia đình. Để mà mong cho gia thần, gia tiên bênh bao che chở cho con cháu ăn nên làm ra ăn yên ở lành. Hát xong, chủ nhà mời phường bùa lên nhà và cùng quây quần bên vào rượu cần và thưởng thức các món ẩm thực cổ truyền của dân tộc Mường trong niềm vui phấn khởi của tinh thần đoàn kết. Trong men rượu của những ngày đầu năm, họ lại hân hoan trong cuộc thi thố tài năng bằng những làn điệu dân ca Mường trong trèo, thân quen. Sau mỗi đoạn hát, họ lại hò reo chúc nhau năm mới sum túc. Và cứ thế, phường bùa lại tiếp tục cuộc vui của mình trong không khí ngày xuân ấm áp. Vào hết mà làm quá khỏe cháu về hôm nay thì vào cắm chén cháu về bao quen khỏe khỏe chúng bên lên tỏ lá vàng ôi hôm nay làng tôi hà bố cậy tôi xin ở dùng nơi với tần bố tôi nơ cha ơn em răng tiếng thôn thiêng lên keng rào đét nhà ùn hò băng tài hoa keng rào cá nhà ùn hò băng tài căng ăn lăng nhân mạt lâu lâu cắm tha măng hồ bầu lại bữa lạnh ngày ùn hò lê bồn khỏe chúc chúc bốc rác tẩy lệnh bần lệnh tí mời ùn em hà theo ở dông đa bởi ôi mới đến buồn mới đó hơi à chiến biên hơi 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 bảo ơi ùn quá kiếm thiêng người chờ bắn lời ùn quá chỉ hiêng cãi lời yên lộ đã ra em hào vui thiêng bộ chết lòng mường
ông à chưa ta họ thương ngày xuân đã già bạn ơi cảm ơn cái thiên chờ cũng nghe lời ủn quá chỉ hiền mai lời của em đã rời. Chiêng tất cả các làng các bản đang, những bản nào đang có thì họ vẫn phát huy, họ vẫn đang duy trì. Thế còn những bản nào, mường nào mà bị mai một thì họ dùng các nghệ nhân của làng nọ, làng khác đến để giàn dựng, khôi phục lại cái tiếng cồng, tiếng chiêng. Chính vì vậy cái cồng chiêng của người Mường hiện nay đang phát triển một cách rất là mạnh mẽ. Và họ có thể truyền dạy từ một cái nghệ nhân của làng này sang làng kia để truyền dạy cho thế hệ trẻ. Vào những ngày nghỉ và những buổi tối, người ta tranh thủ để truyền dạy tiếng cồng, tiếng chiêng cho các làng khác. Và bất cứ một làng nào cũng đều có một đội sắc bùa. Và hầu như một gia đình nào dù nghèo, dù khó, họ cũng đều sắm lấy một chiếc chiêng. Và những ngày hội đó, họ tất cả cả làng, cả bản, cả mường, người ta tập trung tất cả cồng chiêng đó họ ra, họ tổ chức thành một cái hội sắc bùa của cái bản đó, của mường đó, thành ngày hội sắc bùa. Cái bộ chiêng nó có gọi là chiêng lộn, chiêng tủm rồi chiêng khâm. Thế bây giờ giới thiệu là cái chiêng lộn một này. Cái lộn hai đáp nhau này. Cái chiêng tủm một, tức là đáp hai chiêng lộn này. Đấy, chiêng cái. Thế còn cái này là chiêng tủm hai. Tất cả là chiêng khâm từ đây đến từ đấy là chiêng khâm, cứ 3 tiếng một, hay là có bài là 1 tiếng một. Đánh chiêng là kể cả đi cả đứng nó phải có giang điệu, giang đứng thì bây giờ như này, chiêng mình cứ xách tay trái phải không? Dạ. Đứng nó phải hơi này. Dạ. Nhưng có đứng chưa bát thế này xấu. À, thì con đứng lên theo ông. Giờ ngang tầm tay. Đấy, cầm 4 ngón tay thôi. À. Để cho nó có cái độ lắc lư. À. Đấy. Mà giờ thẳng đánh thoải mái này. À. Đấy. Ông ơi, như thế là vừa rồi con cũng đã biết là cái dáng đứng của người đánh chiêng như thế nào và cầm cái dùi đánh cái chiêng ra sao. Bây giờ thì con rất muốn có cơ hội để có thể được đánh chiêng cùng với mọi người. Vâng, được ạ. Nếu đánh theo bên này là đúng. Ngày nay, các nghệ nhân và người am hiểu di sản văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh Hòa Bình vẫn luôn tâm huyết, cố gắng gìn giữ, bảo tồn văn hóa phi vật thể để trao truyền cho thế hệ mai sau, hồn cốt của dân tộc. Hôm nay là bà sẽ dạy cho các con điệu múa sinh tiền truyền thống của dân tộc Mường chúng ta. Tập được cái động tác cơ bản
của cái điệu múa truyền thống này. 1, 2, 3, đưa lên để quay, đúng chưa ạ? Nào, 2, 3 nào. 1, 2, 3, quay, được chưa ạ? 1, 2, 3, quay. Khi mà quay là chúng ta phải nhìn ánh mắt lên. Đồng thời dáng này, dáng múa này là chúng ta phải đứng hơi nghiêng một chút, đúng chưa ạ? Nghệ nhân và người am hiểu di sản văn hóa các dân tộc là những người giữ vai trò quan trọng trong việc bảo tồn, lưu giữ, truyền dạy các di sản văn hóa đó tới thế hệ tiếp theo. Sau những ngày được trải nghiệm nơi cửa ngõ miền Tây Bắc, tôi choáng ngợp trước cảnh đẹp thiên nhiên hùng vĩ, cảm phục con người cần cù lao động sáng tạo nên một vùng văn hóa đặc sắc, nơi ra đời sử thi, đẻ đất, đẻ nước. Trong âm vang những giai điệu chiêng Mường giữa đại ngàn, ngắm nhìn các cô gái Mường trong điệu múa xanh tiền truyền thống, và cả những người con xứ Mường tôi gặp, những nghệ nhân dân gian, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian và những người bạn tôi vô cùng quý mến. Tất cả đều mang niềm khát vọng gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của non nước xứ Mường, nơi mảnh đất mà đáy sóng có sử thi hoa văn rực rỡ, trên không trung có tiếng chiêng Mường ngân nga truyền vọng.